Hôm nay chúng ta cùng ghé thăm cái trại nuôi ong mật của anh Nguyễn Văn Tiền ở huyện Chợ Gạo. Anh Tiền có thể cho biết cái cách tạo cái ong chúa như thế nào anh Tiền? Đầu tiên thì mình nhúng cái nụ này làm từ sáp ra, có cái cây mình để mình nhúng cho nó dính vào đây thôi, Cái đó là bằng sáp ha, sáp sáp của từ con ong này ra thôi chứ. mình sáp mình nấu ấy, ha. Sáp nấu Tức là cái ổ tổ sau khi mình thu hoạch xong mình lấy cái sáp ra cũng mình như những cái miếng sáp lửa mèo nó đóng ngoài đây nè, cái mình nấu rồi cái mình nhúng có cây để mình làm tạo ra giống như này. tạo khuôn vậy đó em. Đầu tiên là mình tạo này để Là đây mỗi mỗi một cây vậy là có nhiều cái phiểu đó là kêu bằng cái gì, kêu bằng cái nụ, nụ đó ha, dạ nhiều nụ ha, nụ chúa, dạ mỗi cái cây là khoảng nhiêu nụ lận, cái tầm khoảng 15, 15 nụ. trung bình khoảng 15 nụ. Tức là mình tạo cái nụ trước. Dạ mình trước đầu tiên mình nhúng cái này trước là mình để đi cho nó rửa, ngâm bu lên nó cắn, nó rửa cho sạch sẽ mình mới để ấu trùng vô đây được. Rồi là nó cắn sạch sẽ mới được hen. Không, cái nghĩa là nó cắn cho nó nhâm nhâm trên cái dành này thôi, trên của cái dành này thôi, Cái để nó dấu rửa. dấu dấu nhầm nhầm Dạ dạ nhầm nhầm vậy đó hen. dạ chứ nó xuống chừng chút xíu à. Rồi cái đầu cái chừng nửa tiếng khoảng tiếng là tùy theo lâu lâu mình coi thăm vậy, nó thấy được thì mình lấy làm gì. Rồi bước tiếp theo mình làm gì nữa Đây là hen? mình sẽ lấy cái vít ấu trùng, ấu trùng của cái đàn giống á, mình sẽ để vô trong cái lỗ này. Phải vũ xuống hết vậy ha. Dạ ủa chúng mình mới thấy cái ấu trùng nằm trong cái ô lăng của nó. Sau khi cái đầu mình lấy cái này là dụng cụ để mình tà này vít vít ấu trùng ra nè. Từ trong cái ổ đó Dạ ha. mình lấy cái ấu trùng này ra, ấu trùng của cái đàn giống đó nha. Dứt ra Dạ vít ra nó có miếng trắng trắng, ha. có còn nhỏ lắm mình không thấy đâu, phải nhìn kỹ nó mới thấy. Dạ nó như con tóc vậy thôi à. Là ấu trùng đó do con ong nó đẻ ra ha. Dạ tự con chúa đẻ ra thôi chứ không có gì kìa hết. Sau đó cái mình ấy vô đây, có cái lưỡi đẩy xuống nha, để đây đẩy là con trùng nó dính vô trong mấy. Dính vô cái nụ đó ha. Dạ dính vô cái đáy nụ Rồi. á đó. Rồi, làm gì thôi. Rồi khi là chi giờ mình xong hết rồi cái đầu mình để vô khung này, để phải để ấp xuống chứ không để ngửa lên, là để ấp xuống. Để ấp xuống. Để vô cái khung đó. Xong rồi để vô đây đầu cá nuôi vô. Trở lại ha. Rồi với điều kiện là cái đàn nuôi của đàn nuôi chúa này là phải cái đàn không có chúa nha, đàn mất chúa nó mới nuôi được, còn nếu mà cái đàn mà nó còn chúa là nó sẽ không có nuôi mà nó cắn hết trơn à. Vậy thì để về bao lâu ha? Như nếu mà hôm nay mà mình ghi là cỡ đúng 10 ngày sau 10 ngày sau là nguyên cái nụ bự bự đó ha. dạ từ từ cái này ra, đầu tiên là nó sẽ gì, rồi sau này là nó 10 ngày sau nó sẽ thành gì. Là cái đó là bắt đầu rồi làm sao nữa? Cái đồ này như nụ này thì mình sẽ gắn vô trong cái hộp hộp nhỏ. Vô cái hộp để nuôi ha, nuôi tiếp. Gắn như vô sao cho nó dính ha. Gắn cho dính vô thôi. Có dán gì không? Không, tại vì sáp với sáp là nó sẽ dính với nhau. Chỉ gắn vô vậy thôi. Rồi mình để nó vô. Mình để vô lại. Ở đây là
tùy theo mình di, mà ví dụ như con nhỏ, con có ấu trùng nhỏ hoặc ấu trùng lớn. Nếu mà ấu trùng nhỏ mà như hồi trước giờ em làm là khoảng 12 ngày, ví dụ bữa nay làm đúng 10 ngày cắt phải không, là thêm 2 ngày nữa là nó sẽ nở ra, thì nó sẽ ở trong đây, bắt đầu nó sẽ 5 ngày sau, 5 ngày sau là bắt đầu con chúa nó sẽ bắt đầu nó bay và đi phối. Nếu mà thời tiết mà thuận lợi, tùy theo ví dụ mưa gió hay này kia nọ, nếu mà với lại cái trại mình ông được lượng được được đầy đủ á, thì nó có thể là 10 hoặc 11 ngày. Có con trễ hơn không chừng nữa là nó sẽ đẻ. Nhưng mà trễ lắm là cỡ 13 4 ngày, 13 ngày. Dạ. Đẻ giờ mình kiểm tra đây ha. Đây con chú này đẻ nè. Nó đẻ là cái mình nó sẽ lớn lên, mình nó to lên là nó sẽ không bay được nữa, nó chỉ ở vòng vòng trong tổ thôi. Làm sao mình phân biệt được con chúa ha, Nè, nó khác với người ta này. mình bắt nó được không? Dạ được. Nó to hơn ông thợ. Bắt lên thử, tức là trong cái ổ này chỉ có một chúa thôi Dạ ha, một chúa thôi. Hai con thì nó phải giết một con, tự động nó cắn giết con tự rồi. gắn luôn. Dạ. Đấy, anh bắt lên cho anh nói đặc điểm của nó khác gì con kia. Bò dữ lắm. Bây giờ nha. Cái gông thật. Rồi vô đây đi. Nó khác không thợ Nó nhiều, bự hơn bự hả? hơn, to hơn, đít nó dài hơn nè. Dài hơn. Dạ. Nhìn vô là biết liền. Đó đó hen. Dạ. Này Chạy giờ hen. cái lồng nhốt chúa, ví dụ như cái con chúa này đẻ xong cái đầu mình sẽ bỏ vô con chúa vô đây, cái đầu mình mấy cái đàn lớn mà mình muốn cần thai chúa, chúa đẻ chúa hư này kia nọ, hoặc cái đàn mất chúa á, mình sẽ bỏ vô cái lồng chúa này vô trong cái đàn lớn đó, tầm cỡ 2 ngày hoặc 3 ngày thì thêm mình dở lên. Nếu mà con ông thợ nó quen được cái mùi của con chúa rồi đó, nó bu ít ít đó, thì nó mình sẽ thả được. Còn nếu mà nó chưa quen mùi mà nó đeo vô mà giống như kiểu nó muốn cắn con chúa á, thì mình lúc đó mình chưa có thả. Chừng nào quen mới thả. Dạ quen mà con chúa nó bò, chỉ bò thôi chứ nó không có đeo vô. Nó đeo vô nha, mình nhìn biết. Ví Mặc dụ dù con như chúa nằm trong á ha. chúa nằm trong, mấy con thợ nó sẽ bu bên ngoài nè. Dạ.